Vâng, xin chào mừng các bác và anh em lại quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Ngày hôm nay chúng em rất hân hạnh được ghép một cấu hình cao kê trị giá 25.200.000 đồng cho anh Trần Đức Ba ở thành phố Lào Cai. Cấu hình cao kê ngày hôm nay gồm 1 đô la Pioneer F75 bass 30 chung, 1 chung 20, chứa 1 chung 12 và 2 chép. Đây là một trong những dòng loa rất là nhiều loa một thùng và nó có thể thể hiện được rất là nhiều các cái thể loại nhạc khác nhau, vừa hát cao kê hay, vừa nghe nhạc hay và vừa trưng bày cũng rất là đẹp. Một trong dòng loa huyền thoại thương hiệu đến từ Nhật Bản. Với những dòng loa này các bác anh em có thể ghép với âm ly, ghép với cục đẩy, ghép với lại bất kỳ một âm ly hình thiết bị nào trong karaoke cho gia đình rất là dễ dàng phối ghép. Trong bộ karaoke ngày hôm nay em đã ghép với một cục trầm B3 mang thương hiệu của Đức và phiên bản 2021 bát mặt và công suất có thể lên tới 500W, vừa chơi được cả hai chế độ vừa điện vừa hơi. Tiếp theo là một chiếc quản lý nguồn RS232 giúp cho chúng ta có thể đảm bảo an toàn cho cái bộ dàn cao kê chúng ta, ngoài khả năng bật tắt theo tuần tự tránh tiếng nổ đùng bùng và loa, và hai nữa có thể bảo vệ cho cái thiết bị của chúng ta được an toàn nhờ cái chế độ tự ngắt, như điện áp thấp nó sẽ tự ngắt và điện áp cao nó cũng sẽ tự ngắt, rất là tiện lợi và thông minh. Chưa hết nó còn có tính năng hẹn giờ để bật tắt các thiết bị theo ý muốn chúng ta nữa, và có thể lập trình các cái chế độ bật tắt tùy theo cái người sử dụng mong muốn như nào. Tiếp theo là một cục đẩy D500 mang thương hiệu của Mỹ, chất âm rất là tươi sáng, sạch sẽ, trong trẻo và có thể chơi được rất là nhiều loại loa khác nhau, từ loa siêu trầm tới những dòng loa đơn vải tầm dầu chép kèn hay những dòng loa đơn vải chép giấy, đơn mút chép giấy kiểu như này, nó thể hiện được hết chất loa của các bác và anh em nhờ cái giải tần hoạt động rất là rộng từ 20Hz cho tới 20kHz. Tiếp theo là một chiếc nâng tiếng CB600 Pro phiên bản của năm 2020, chất âm tách bạch rõ ràng, đúng là cảm xúc hơn rất là nhiều khi chúng ta vừa hát karaoke và nghe nhạc. Tiếp theo là một chiếc KM9 FX của năm 2020, cấu hình gồm 8 chữ cài đặt sẵn của nhà sản xuất, một chiếc vang số bên trong là 48 bit, có thể thể hiện được rất là nhiều các cái chế độ hát khác nhau và tiếng echo và reverb rất là mượt mà ngọt ngào. Chưa kể là còn có đầy đủ các cổng kết nối như Bluetooth, cổng quang, đầu độc USB, vô cùng tiện lợi. Và cuối cùng trong bộ cao kê của anh Trần Đức Bang ngày nay gồm một chiếc mic SM69 mang thương hiệu của Mỹ, chất âm rất là ngọt ngào, hát nhẹ, bắt mic và sóng rất khỏe ổn định. Trong bộ cao kê ngày hôm nay là 25.200.000 đồng, các bác và anh em cùng tham khảo cấu hình cao kê ngày hôm nay nhé. Và cũng xin thay mặt cho em công ty rất là cảm ơn anh Ba cũng như các bác và anh em đã theo dõi video, và bác nào mà có nhu cầu thì vui lòng liên hệ theo hai số điện thoại hotline chưa làm trên màn hình, và nhớ cho một cái like nhé bác nhé. Ai mà chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh bên phải đấy ạ. Cảm ơn các bác và anh em. Tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói, làng tôi đây bao năm dài chinh chiến, đừng lụy che muộn phiền. Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau, nhớ đôi môi nàng hiền xinh xinh màu nắng, má nàng hồng thơm mùi thơm lúa non, ai ra đi mà không từng biết gì, xa người yêu mà dễ mấy ai vui, em nhìn theo bằng nước mắt chia phôi. Tôi mạnh bước mà nghe hồn nhỏ lệ, này anh lính chiến người bạn pháo binh, mẹ tôi tóc xương từng đêm nghe đạn pháo rơi thật buồn, anh rót cho khéo nhé kéo lầm vào nhà tôi, nhà tôi ở cuối chân đồi, có dàn thiên lý có người tôi,